có thể nói hầu như tất cả các tạng phủ trong cơ thể đều có những cái khu phản xạ thần kinh nằm ở lòng bàn chân. Còn theo đông y, theo y học cổ truyền, bàn chân nó có ba kinh, can tỳ thận là tập trung hết vào đôi bàn chân, và chỉ riêng đôi bàn chân thôi có thể có hàng vạn đầu mút các cái dây thần kinh. Về mùa lạnh cần lưu ý nên giữ ấm đôi bàn chân bằng cách là nên chúng ta nên đi giày, đi tất, đi dép, vân vân, để giữ không bị nhiễm lạnh từ đôi bàn chân. Cái thứ hai nữa, hàng ngày nên ngâm chân nước nóng, chỉ cần một xô, một chậu nước nóng nhé, cho thêm, có thể cho thêm vài hạt muối, một ít gừng giã nhỏ, hoặc là những người bệnh mà bị phong thấp thì nên dùng nước nấu từ lá lốt.